Xin chào các bạn. Trong khoảng thời gian gần đây, khi mình nói chuyện với những người bạn của mình thuộc thế hệ cuối 8X và thế hệ 9X giống như mình, thì rất nhiều người bạn của mình đang có một cái xu hướng tiêu dùng hoàn toàn mới. Đó chính là khi mà đi mua đồ gia dụng, mặc dù là tài chính của những người bạn của mình không hề kém nha, mà thậm chí là có mức tài chính khá giả, nhưng mà bây giờ lại đang có một cái xu hướng mua sắm. Ví dụ điển hình đó chính là TV. Đó chính là mua đồ công nghệ, trải nghiệm công nghệ cao nhưng với giá bán hạt rẻ, hư thì vứt. Đó là một cái quan điểm mới về cái cách tiêu dùng của rất nhiều những người bạn, hoặc là những cái người mà mình đã từng gặp hoặc là mình đọc được ở trên mạng. Tại sao mà người dùng lại có quan điểm này trong quá trình mua sắm? Thì trong video ngày hôm nay, mình đang có đây một chiếc TV đến từ thương hiệu Coca. Nó có màn hình 55 inch, có 4K, có Google TV, nhưng giá bán lại vô cùng hạt rẻ. Mình sẽ đánh giá cái TV này và giải thích cho các bạn lý do tại sao mà nhiều người đang có cái quan điểm mua đồ công nghệ của những thương hiệu nhỏ, hư thì vứt, thay vì việc là hư thì đi bảo hành giống như là những thương hiệu lớn. Đầu tiên á, thì anh em mà muốn mua smartphone ngon bổ rẻ, đừng quên ghé qua Di Động Việt. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay. Mình muốn chia sẻ một chút xíu về quan điểm của rất là nhiều những người bạn của mình nhé. Lý do mà họ cảm thấy lựa chọn những cái sản phẩm như thế này này, mình không nói rằng là mình quảng cáo cho Coca nha. Cái TV này mình mượn về và cũng chả ăn được cái đồng quảng cáo nào từ bên Coca đâu, chỉ là mình ăn quảng cáo của Di Động Việt thôi, mà Di Động Việt thì không bán TV, các bạn cũng biết rồi ha. Lý do mà rất nhiều người bạn của mình á đang có cái xu hướng là đi lựa chọn những chiếc TV tràn ngập công nghệ đến từ Trung Quốc hoặc là đến từ những cái đất nước trong khu vực Đông Nam Á, hoặc là những cái món đồ gia dụng khác nha, những món đồ gia dụng nhỏ khác á, đó chính là họ mất niềm tin vào những thương hiệu lớn, bán giá thì trên trời nhưng cứ hết bảo hành thì lại hư. Khi mà mình nói chuyện với một người anh ấy là gọi là trùm sầu riêng ở Đắk Lắk ấy, anh ấy có bảo là thế này: cả làng tao đi mua TV của hãng S nhưng méo hiểu tại sao mà cứ hết bảo hành là nó hư, hết bảo hành là hư các bạn ạ. Đâm ra là mất niềm tin vào những cái thương hiệu lớn. Và thay vì cái việc là bỏ tiền gấp đôi, gấp ba lần để sở hữu một chiếc TV của những thương hiệu lớn, ví dụ như là 4K này, rồi là có Google TV này, rồi là có kích thước 55 inch này, đó thì thông thường nếu mà những thương hiệu lớn nó khoảng 10, 11 triệu đúng không, thì mua những cái thương hiệu nhỏ như thế này á, nó chỉ còn tầm là 6 triệu hoặc là 6 triệu hơn một chút xíu, thậm chí là có những cái thương hiệu họ bán thấp giá hơn nhưng mà trải nghiệm của nó vẫn rất là ổn. Thì đối với những người bạn của mình á, họ có quan điểm là những thương hiệu lớn cứ hết bảo hành là hư. Thì thôi, bây giờ nếu mà hết bảo hành hư, mà hư cái gì? Hư cái màn hình. Đối với TV là hư cái màn hình, mà hư cái màn hình là chi phí để thay thế một cái màn hình, thì bằng đúng cái chi phí để mua một chiếc TV của một brand nhỏ như thế này. Cho nên là nhiều người đang có cái quan điểm là thôi bây giờ thay vì cái việc là mua những thương hiệu lớn, tôi mua hẳn cái thương hiệu nhỏ đi, hử vứt, chưa kể là chi phí để thay thế một cái tấm nền trên những chiếc TV thương hiệu nhỏ nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Cái vấn đề lớn nhất khi mà chúng ta đi mua một cái sản phẩm của thương hiệu lớn á, đó chính là cái giá trị thương hiệu được tính vào trong chi phí sản phẩm nó khá là cao. Mình xin kể một câu chuyện, đó chính là nhà người thân mình đó có sử dụng một chiếc TV, thời điểm mua là khoảng 16 triệu, nhưng hết bảo hành một phát thì hư luôn cái màn hình, và được bên hãng có báo giá rằng là 8 triệu nhưng chỉ bảo hành 6 tháng thôi. Thì thôi, và cuối cùng là người nhà của mình quyết định là bỏ luôn cái TV đấy, đi mua một chiếc TV của những brand nhỏ, ví dụ như là Coca. Tất nhiên là người nhà mình không mua TV Coca. Rồi chúng ta cùng quay trở lại với cái chiếc TV Coca này. Khi mà mình chưa được trải nghiệm chiếc TV Coca 55i72 này, thì mình có một cái tâm điểm nhá, tâm niệm nhá: trời, con này mà có 6 triệu tư thì kiểu gì nó cũng sẽ bị giật, nó cũng sẽ bị lag đúng không? Nhưng bây giờ các bạn hãy thử tưởng tượng tất cả những cái tác vụ trong rất nhiều ngày qua mình sử dụng, nó rất mượt các bạn, nó rất mượt.
Và điều này khi mà mình sử dụng những chiếc TV của brand lớn gấp đôi tiền so với con này là nhiều lắm. Nhưng mà đối với một thương hiệu nhỏ, họ có thể trang bị một cái cấu hình thực sự mà nói là những trải nghiệm mà nó mang lại quá mượt mà luôn. Một cái điểm hay nữa nha, đó chính là ngày xưa mình có sử dụng một số những TV của những brand lớn á, khi mà các bạn vào trong phần cài đặt, nó có phần Bluetooth nhưng không thể kết nối với loa bên ngoài, loa Bluetooth được. Nhưng con này xài vô tư, các bạn xài thoải mái và tốc độ kết nối với loa Bluetooth rất nhanh. Một cái brand rất là bé đúng không các bạn? Một cái brand rất là bé thôi nhưng mà những cái trải nghiệm mà nó mang lại. Đây các bạn thấy rằng là mình đang kết nối với một chiếc loa LG PL5. Nó rất là nhạy các bạn ạ. Thực sự mà nói là một trong những cái điểm mà mình bất ngờ nhất đó chính là về cái trải nghiệm khi mà sử dụng chiếc TV này. Google TV với cấu hình mà bên nhà Coca trang bị cho 55i72 là quá ngon lành rồi. Quá ngon lành rồi các bạn ạ. Một cái điểm nữa mà mình cũng rất là thích ở trên một chiếc TV giá rẻ nhưng mà tràn ngập công nghệ này, đó chính là cái loa. Cái loa mình hơi bất ngờ nha. Thực sự luôn là mình đã trải nghiệm rất là nhiều những chiếc TV có mức giá hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu. Thì tất nhiên là với hàng trăm triệu nó không thể so được. Nhưng nếu để so sánh với rất nhiều những chiếc TV của các brand lớn trong tầm tiền đâu đó khoảng tầm 12, 13 triệu hoặc là hơn một chút xíu, thì cái loa của con này thậm chí nhá, nó còn hơn nữa. Âm bát nghe rất hay các bạn ạ. Những cái loa của những thương hiệu lớn, những cái TV của những thương hiệu lớn á, cái loa thường gần như là chỉ cho có thôi. Thông thường là chúng ta sẽ phải lắp thêm một cái sao ba ở bên ngoài nữa. Nhưng mà với một chiếc TV đến từ Coca này, cái chất lượng âm thanh của nó quá ngon. Thực sự luôn là quá ngon các bạn ạ. Bên cạnh đó nữa thì về mặt thiết kế các bạn nhìn, cái viền nó rất là mỏng. Mình xin phép đây là một chiếc TV mình mượn về để trải nghiệm thôi, cho nên là cái phần này mình không được bóc ra ha. Các bạn thấy này, cái viền của nó mỏng dính rồi. Nó mỏng mà làm cho mình cảm giác ồ, đây có phải là một chiếc TV của Sony X95 mà mình đã từng review không ta? Mà chiếc TV đó các bạn biết là hàng chục triệu. Trời ơi, cái viền nó mỏng, thực tế là nó rất rất là mỏng các bạn ạ. Mình không nghĩ rằng là một chiếc TV giá rẻ của một thương hiệu nhỏ mà họ làm là chỉnh chu như thế này. À, cái sự rẻ tiền nó chỉ nằm ở một vài yếu tố nho nhỏ thôi, về mặt thiết kế thôi. Mình có thể kể ra cho các bạn. Thứ nhất đó chính là để cắt giảm chi phí thì cái phần chân này nó làm bằng nhựa thay vì làm bằng kim loại giống như là những brand lớn. Thứ hai nữa là cái việc mà lắp đặt cái chân này thì mình thấy rằng là cái độ hoàn thiện nó cũng chưa được tốt cho lắm. Cái này thì mình nghĩ rằng là họ cũng sẽ phải cắt giảm chi phí để có một cái trải nghiệm tốt nhất dành cho người dùng. Nhưng mà cái phần này các bạn hoàn toàn có thể là nâng cấp được ha. Mình nghĩ rằng là ở ngoài những cửa hàng bán đồ điện tử, đồ gia dụng á, đều có thêm những cái chân để các bạn có thể là thay thế cho những chân này. Hoặc là các bạn cũng có thể là sử dụng những cái bộ gắn TV lên tường. Rất là ok ha. Về chất lượng hiển thị của mẫu i72 đến từ Coca thì đối với cá nhân mình, nó quá tốt trong tầm tiền khoảng 6 triệu. Quá tốt như các bạn. Mình chưa bao giờ mình nghĩ rằng là một chiếc TV giá rẻ mà bây giờ họ làm tốt đến như thế này. Nếu để so sánh với một số những cái mẫu TV đến từ nhà Mi trong tầm tiền này thì mình thấy rằng là chất lượng hiển thị của nó có phần xuất sắc hơn, đặc biệt đó chính là về góc nhìn và mức độ nổi khối của tấm nền. Cái tấm nền này mình cảm giác hiện những cái nội dung, các bạn thấy rằng những cái nội dung mà nó đang hiển thị nhá, nó gần như là nó muốn nhảy bổ ra và đập thẳng vào mắt của mình luôn. Các bạn hãy nhìn cái phần viền kết hợp với phần viền mỏng á, nó tạo giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm rất tốt về mặt thị giác. Màu sắc thì nó cũng sẽ làm hơi rực nhẹ một chút xíu. Và cái độ tương phản mình đánh giá nó rất là cao ha. Tầm tiền khoảng 6 triệu mấy thôi thì mình nghĩ rằng là cũng không thể đòi hỏi gì hơn được các bạn ạ. Thậm chí là về độ sáng màn hình mình thấy rằng là nó ngon ấy. Hiện tại là bọn mình đang bật hai cái đèn, mỗi cái đèn là 60W, nhìn đập thẳng vào cái TV này. Nhưng mà chất lượng của độ sáng này nó vẫn rất ngon, nó vẫn rất ổn để các bạn có thể xem phim, giải trí. Về cái tần số quét thì nó cũng không phải là một chiếc TV có tần số quét cao đâu, nó cũng chỉ là ở mức là trung bình thôi. Nhưng mà giá rẻ mà các bạn có 6 triệu mấy thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi gì hơn nha. Tổng kết lại thì với cá nhân mình, trong tầm giá khoảng 6,4 triệu, nếu các bạn chỉ cần làm một chiếc TV có độ phân giải cao, có kích thước màn hình lớn, có một cái thiết kế đẹp và đặc biệt là chạy Google TV, thì đây là một trong những cái lựa chọn đáng tiền nhất trong cái tầm giá dành cho các bạn. Và có lẽ là nếu mà bây giờ mình cho người bạn của mình xem cái TV này thì có lẽ là
sắp tới nếu mà hết bảo hành của một vài những cái tivi khác trong gia đình bạn ấy mà hư á, có lẽ là bạn ấy sẽ mua luôn cái này các bạn. Bởi vì nó rẻ, thì có khoảng 6.4 triệu thôi. Còn những chiếc tivi mà đắt tiền hơn của những hãng lớn á, chắc gì thật là ngon như thế này. Mặc dù á, là các bạn sẽ phải bỏ tiền gần gấp đôi, nhưng mà những cái trải nghiệm tivi này mang lại trong tầm giá là rất ok đấy ha. Rất ok rồi các bạn ạ. Còn các bạn, những bạn nào đang sử dụng tivi Koga và đặc biệt là mẫu Y72 này, đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video hôm nay. Cảm ơn thì